thì đa số nó sẽ không ê và đau, trừ một số những trường hợp ở người trẻ. Còn đối với người trung niên và người lớn tuổi thì cái việc ê đau nó gần như là hiếm, hãn hữu lắm mới có. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Nha khoa Việt Đức và tôi, Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Quân. Hôm nay sẽ chia sẻ cùng các bạn về một chủ đề mà các bạn thường e ngại và suy nghĩ. Câu hỏi này cũng là cái câu hỏi thường gặp nhất trong cái cuộc đời làm nghề của tôi. Đó là bọc răng sứ có đau không? Thì hôm nay tôi sẽ bật mí về vấn đề này. Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp tục video này để chúng ta biết trong trường hợp nào có thể đau, trong trường hợp nào có thể không đau. Với một cái bọc răng sứ thông thường thì nó có nhiều những cái kiểu, ví dụ như là cái khiếm khuyết về răng bị tổn thương tổ chức cứng, hay là răng sứt mẻ gãy do tai nạn, hay là những cái bọc răng sứ để thay đổi màu sắc hình thể. Vậy trong trường hợp nào thì nó có đau và trong trường hợp nào là không đau? Bọc răng sứ thì hiện tại trên thế giới sẽ có chia làm hai loại. Một loại là bọc răng sứ toàn phần, và hai là veneer sứ, có nghĩa là mặt dán sứ. Trước tiên là tôi sẽ đi về cái bọc răng sứ toàn phần. Thế thì trong trường hợp một là những cái răng mà đã điều trị tủy, cái thành của nó mỏng, tổn thương nó nhiều, và khi mà cái răng đó ăn nhai thì rất dễ bị vỡ bể. Đôi khi những vỡ bể nhỏ thì chúng ta có thể khắc phục được. Nhưng nếu trong trường hợp mà cái răng sau khi điều trị tủy đó nó vỡ đôi ra thì chắc chắn là gần như không thể giữ được nó, là phải nhổ. Thì các bạn sẽ mất răng, mất sức nhai, mất thẩm mỹ, ví dụ vậy. Thế thì người ta sẽ phải bọc nó lại. Nhưng bởi vì là đã điều trị tủy rồi, có nghĩa cái răng đấy sẽ không còn sống tủy nữa, cho nên là trong trường hợp bọc răng sứ đã điều trị tủy, tuyệt đối cái thao tác bọc răng sứ đó không đau, tuyệt đối không đau. Cái trường hợp thứ hai là những trường hợp sâu lớn mà vẫn còn tủy sống ở những người trung niên trở lên, thì thường là cái buồng tủy nó nhỏ, cái ngà và cái men nó dày, cho nên là cái khoảng răng sứ mà lấy đi nó rất là xa tủy. Thì thông thường những trường hợp đấy gần như không đau hoặc rất ít đau đó. Còn những trường hợp mà ở người trẻ tuổi, buồng tủy nó rộng, ví dụ những người khoảng chừng 20 tuổi hoặc thậm chí là 30 tuổi, thì cái khả năng ê nó sẽ nhiều hơn là những người trung niên hoặc lớn tuổi. Đấy là phần đa nó là như vậy. Thì là bọc răng sứ trong trường hợp đó nó có thể bị ê, và cái ê đấy nó sẽ kéo dài cho đến khi mà chúng ta gắn răng xong. Đôi khi có những trường hợp đặc biệt thì nó có thể kéo dài một tuần, nhưng nó sẽ giảm dần. Và trong cuộc đời hành nghề gần 20 năm của tôi thì tôi theo dõi thấy là trường hợp nào mà ê kéo dài nhất, kéo dài nhất mà tôi đã từng gặp thì khoảng chừng 2 tháng. Đó là những cái trường hợp mà bọc răng sứ. Còn trường hợp gắn veneer thì người ta chỉ lấy một cái phần khoảng chừng 0.3 đến 0.5 mm cho cái mặt trước của các răng, mặt trước của các răng, và người ta sẽ dán lên nó một cái lớp sứ thẩm mỹ. Thế thì với cái khoảng đó thì nó rất là ít và rất là xa cái buồng tủy. Chính vì thế cho nên thường là veneer là không đau, không ê. Trong những cái trường hợp mà tôi vừa kể thì đã gần như hết toàn bộ những cái quá trình mà chúng ta bọc răng thì đa số nó sẽ không ê và đau, trừ một số những trường hợp ở người trẻ. Còn đối với người trung niên và người lớn tuổi thì cái việc ê đau nó gần như là hiếm, hãn hữu lắm mới có. Kết luận lại, đa số các trường hợp bọc răng mà làm đúng kỹ thuật, đúng thiết kế, đúng cái khoảng cần thiết cho một cái chụp sứ hay một cái mặt dán sứ thì cái khả năng ê đau là rất ít. Nếu các bạn có thắc mắc, xin hãy trực tiếp gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0905 826 526. Đó là số hotline
của Nha Khoa Việt Đức, hoặc cũng có thể comment để tôi trực tiếp trả lời tin nhắn cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.